Kính chào các anh các chị. Tôi là Khương Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Nấm Ta. Tôi tham gia sổ xếp mới được một tháng, nhưng vào sổ xếp tôi thấy là tôi được giao lưu với rất nhiều các lãnh đạo và các giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là một cái điều kiện để tôi mở rộng mối quan hệ cũng như là học tập các đồng nghiệp, những giám đốc, những nhà doanh nhân trẻ, năng động và hoàn thiện được mình nhiều hơn. Và mới một tháng thôi nhưng mà được sự ủng hộ của các chapter, của các thành viên trong chapter, công ty chúng tôi ngày càng phát triển. Và tôi rất là cảm ơn sự ủng hộ nhiệt liệt của các thành viên trong Subsep Chapter cũng như Binai Việt Nam. Xin kính chào các anh chị và các bạn.